Xin kính chào quý vị và các bạn. Tên tôi là Trần Duy Dũng. Hiện nay tôi đang làm kỹ thuật viên tại công ty PMC. Tôi làm việc của tôi là tại nhà là cục tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Nhân dịp năm mới 2017, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp tới ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty PMC, lời chúc tốt đẹp và phát triển lớn mạnh. Trong năm 2016, tôi đã được trải nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật có những hệ thống mới như hệ thống điều hòa không khí chiller, hệ thống VRV, hệ thống máy đỗ xe tự động, hệ thống FM200. Trong năm 2016, tôi cũng đã được tham gia chương trình đào tạo và học tập của công ty như Kaizen, cũng như hệ thống kỹ thuật của tòa nhà cục tần số, hệ thống máy đỗ xe tự động, hệ thống FM200, hệ thống BMS. Qua đó tôi cũng đã có những kiến thức tốt đẹp để phục vụ cho công tác công việc. Sang năm 2017, tôi có mong muốn được tiếp tục làm việc lâu dài với công ty và phấn đấu hoàn thành tốt các công việc đóng góp vào sự phát triển chung của công ty. Năm mới tôi cũng mong muốn mọi người chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong chuyên môn, trong cuộc sống, và tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi, đoàn kết, vui vẻ và có tính hiệu quả cao. Cá nhân tôi cũng cần phải có những phấn đấu tốt trong công việc. Sang năm mới tôi cũng chúc mọi người sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới.